sao để mà mình chơi đàn ấy, nó vừa hay mà vừa có ổn. Con muốn mà chơi đàn hay á, ngoài cái yếu tố kỹ thuật ra đó, là con phải có cảm xúc. Mà cảm xúc bao giờ nó cũng quan trọng. Ví dụ hồi nãy ba đang đánh cái bài này á, là ba phải để cho cái trí tưởng tượng của ba nó bay bổng. Ví dụ này, hồi nãy ba cũng đàn là ba đang tưởng tượng ba với một cô gái xinh đẹp đang dạo bước trên cánh đồng hoa dại, rồi những cơn gió thổi tóc cô ấy bay bay. Oh my god! Chứ bây giờ ba thấy hình ảnh màu đen luôn. Rồi cả hai ngồi xuống, ba nó kéo cô ấy vô lòng, rồi chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Nhưng ba nghĩ là ba đã có vợ và hai đứa con, cho nên ba xin lỗi cô ấy, rồi ba từ biệt, ba về với gia đình của ba. Như vậy đó con, mình là đàn ông mà, mình là có gia đình, có vợ của con, mình phải biết kiềm chế cảm xúc lại, hiểu không? Cô đang học gì vậy con? Dạ con đang học ngữ văn. Ba, cái sách đó là con có một cái từ con hiểu mà. Từ gì? Dạ, từ phủ. À, từ phủ hả? Đợi vậy con hỏi chúng đối tượng. Ba ngày xưa ba giỏi văn, bất cứ một cái từ nào ba cũng thể giải thích con hiểu được. Cái từ phủ đây á, thật ra nó là phủ phàng. What the hell? Mà tại vì giới trẻ bây giờ người ta thích được cắt gọn đi nên dùng cái từ phủ. Phủ ở đây có nghĩa là nó diễn tả một cái hành động hoặc là một cái lời nói của cái người nào đó mà gây tổn thương cho người kia. Con hiểu không? Dạ con chưa hiểu. Không, kiểu như là giống như trước đây giữa hai người đó có một cái những cái gì đó đẹp đẽ, mà bây giờ cái người này họ lại coi như là có một thái độ như là hắc hủi, hững hờ, làm cho người kia phải đau khổ và tổn thương. Con hiểu không? Con vẫn chưa hiểu. Bây giờ cụ thể là cái chuyện của ba cho dễ hiểu. Giống như ngày trước á, ba và mẹ con mà trước khi cưới đang thở còn mặn nồng yêu nhau, cứ mỗi lần mà ba ôm đàn ba cất tiếng hát là coi như mẹ con cảm thấy rất là say đắm, rất là yêu đời, rất là lạc quan và yêu ba lắm, yêu cuồng cụ luôn, lúc nào cũng e ấp mà ngồi im để lắng nghe ba hát. Còn bây giờ cứ mỗi lần mà ba ôm đàn ngồi nhìn mây trôi mãi cho bề này xa xăm mịt mờ, trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên em. Muốn mơ thì đi vô ngủ rồi mơ, biết mấy giờ rồi chứ mà giờ này ngồi ngoài phòng khách mơ với mộng vậy hả? Đi ngủ. Yeah. Đó là phụ. Con hiểu. Dạ con đã hiểu rồi. Bạn học gì vậy con? Dạ con học ngữ văn. Ngữ văn nữa hả? Dạ. Nãy giờ con có bị bí từ nào không? Dạ có một từ con nghe nấc ốc nãy giờ không ra. Cái từ vỡ mộng. Cái gì? Vỡ mộng. Vỡ mộng hả? Vỡ vỡ là cái gì? Dạ vỡ là bể. Ừ vỡ là bể, còn mộng là cái gì? Dạ mơ. Mộng mơ, đó. Trong cái từ đó đã giải thích cho con hiểu rồi. Tức là khi mình mơ ước một cái điều gì đó ở gọi là quá khứ đi chẳng hạn, mà thực tế là bị vỡ ra, nó không được như vậy, người ta gọi là vỡ mộng. Con hiểu không? Dạ con chưa hiểu. Con chưa hiểu à? Thôi bây giờ mới ví dụ chuyện của ba cho dễ hiểu đó. Ngày trước khi cưới á, trước khi thành vợ thành chồng, lúc mà đang yêu nhau á, mẹ con quá yêu ba say đắm mà,
cái hành động gì tội lỗi của ba mẹ con cũng tha thứ hết. Ví dụ như là ba làm đổ nước đi nữa, hiểu không, thì mẹ con là trời ơi anh này hậu đậu đáng yêu dễ sợ. Còn bây giờ thành vợ thành chồng rồi, ví dụ như ba làm đổ nước đi đó 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 đây cái ngu gì vậy, tôi lấy nước cái đẩy ra đầy trên bàn hết trơn à, rảnh quá hả, không có chuyện gì làm đúng không, chăm con nè, cho đái nè, ỉ nè, ngủ nè, ăn nè, chưa đủ mệt hết bài thêm chuyện cho người khác làm nữa, tự nhiên đang ngồi lấy nước đẩy đi đẩy đi đẩy lên trên bàn, rồi lát nữa có người dọn dẹp. Mẫn mẫn đó con. Đúng vậy.